Chào các bạn, hiện tại tụi mình đang ở siêu thị các bạn, và hôm nay sẽ là một cái video, đó chính là cắm trại không sao với chính sao nhưng mà theo chiều cao nha. Như là khoảng 2-3 năm trước là mình đã từng làm rồi các bạn, và lúc đó thì có thể là mình còn thấp. Bây giờ quyết định là remake lại một lần nữa, có thể là bây giờ mình đã cao hơn rồi đó các bạn. Đặc biệt là có mấy đứa nó cũng chưa chơi đó, nên mình cho chơi trải nghiệm là như Hào, Nguyên, như Đại. Đại lúc đâu chơi hả? Đúng Đại? Lúc em chưa vô tim đúng không? Đúng rồi, nên giờ là sẽ cho Đại trải nghiệm ở cái chiều cao nó bao nhiêu và cắm trại chiều cao với bạn. Giờ đây là có máy đo chiều cao miễn phí để bạn từng đứa vô. Rồi đầu tiên ai vô trước còn nha. Bỏ giúp ra. Quay bạn về đây nè, đúng rồi, Wow, 1, 6, 6, 7, 8 và chúng ta sẽ lấy tất cả những cái số này cộng lại. Cộng lại là bao nhiêu? 21. Cộng lại là 21 và chúng ta lấy số cuối là chính là 1, 6. Một sao dư tiền của người ta. Ôi 100k. 100k. Rồi tiếp theo là cô An nha. Nhiều. 1, 6, 3, 6 cộng lại nhiêu? 56 triệu. Rồi vậy là ăn 6 sao mấy triệu em? 5 triệu. Wow. 5 triệu. Ok, chúng ta đến rồi, tiếp theo. Cầm luôn nè. Đó, rồi lên. Chiều cao của tôi là bao nhiêu? Thẳng người. 1, 6, 6, 5 là nhiêu? 18 là 8. 18 là 8 sao. 8 sao là bao nhiêu tiền? 8 triệu. 8 triệu cơ hả? Tôi là người giàu. Tiếp theo. 1, 6, 6, 7. 10 điểm. Là 10k đó, là không, là không sao, là 10k đó em. Lỗi rồi. Có chơi có chịu chứ đúng không? Đúng rồi. Mỗi người chỉ được đo một lần thôi. Ở đây nó có một cái hệ thống nó đo trên đây nè bạn, nó bắn cái chiều cao xuống cái gì nè. 1, 6, 7, 3, 7 nút. 7 nút. 7 nút nhiêu toàn? 6 triệu anh ơi. 6 triệu. Wow. Còn ai nữa? Là em. Rồi kệ đi vô. À 9 cộng 4 là nhiêu ta? 3 sao nhiêu? 1 triệu anh ơi. Hên quá em hơn anh Hào. Ok ta nha. Một mình nói 2 mít luôn nè. Sáu cộng bảy là nhiêu? 13. Ba nút. Triệu anh ơi. Triệu hả? Triệu. Hơi buồn, năm trước anh hơi bị 8 sao, năm nay tự nhiên chiều cao bị thay đổi vậy ta. Rồi ok, sau khi có chiều cao và số sao xong thì tụi mình di chuyển đến siêu thị Mega để mua những cái gói xà bông mã bự như vậy đó các bạn. Làm với lại chỗ này nó có mấy cái mẫu liều mới 286 ngàn. Ok, mình sẽ quất cái liều này, mình giờ mình chỉ có 1 triệu thôi. Ủa còn vé này có 10k, đi đây làm gì? Em kiếm mì với nước suối ở đây. Mì nước suối là người ta ở bên chung cuối dưới kia kìa. Ở đây là siêu thị Mega thì mấy gói mì là nó bự như vậy nè em. Ủa rồi sao được vậy anh? Còn cô An 6 sao 5 triệu rồi tính mua gì em? Dạ em định coi, dạo này nghe nói thiên thạch trên đời rơi xuống rất là nhiều, định mua nó mua hiểm bảo kê cái đầu anh. Ủa còn em tính quốc cái liều 499 hả em? Dạ. Liều tự động luôn, wow. Em có nhiêu, Em có 1 triệu. 1 triệu mà đầu tư khoảng 500 ngàn mua liều hả? Dạ. Tốt rồi. Rồi xong rồi nè mấy bạn ơi. Kết quả thì nãy có 10k à. Mua được 2 món như bình thường thôi. 10k thì mua này không có gì sáng tạo hết. Nếu anh mà vô 10k anh sẽ mua khoai lang đồ lạ đúng không? Nay nguyên đây số của bạn anh này 1 triệu này mua được khá là nhiều nè các bạn. Đại nè, một xe. Tú đội một xe. Này có nào? Là An Quỳnh. An Quỳnh boy một xe. Còn này không mua gì hết à, mua gì đâu? Đó đây. Ủa 100 ngàn thì mua đồ gì thu mấy Nguyên 1 triệu. Và đây tụi mình đã tới được bãi cắm trại bạn. Và lần này tụi mình quyết định là chọn bãi Cổ Hạch. Ở đây có rất là nhiều đá, tối, nước rút, bắt hải sản nữa.
Nói chung là chỗ này nó dành cho mấy thằng mà nó xấu xao hấp như Hào nè, không sao nè. Ủa em làm gì Hào? Em bị thiếu máu não anh ơi. Làm gì nó mới máu dồn lại được. Và lý hôm nay là Hào được không sao 10k. Dạ đúng rồi. Bill rồi các bạn. Mua 9.800 à. Mua 9.800 hả? Em 200 đồng. Em tiếp cho chị nhân viên 200 là mua được chai nước suối với lại có vịt tôm. Dạ. Không có đột phá gì hết em. Có anh em đột ngột mệt xỉu đây nè. What the hell? Tiếp theo là toàn nhiêu? Em có 100k anh. Một sao 100k. Em mua có 42.000. 42.000. Còn lại thì em mua cái hộp quạt. Em có 100k là em mua 42.000 đồ ăn, rồi cái hộp quạt nữa là khoảng 40-50.000. Đúng anh. Còn tấm bạc này 50 anh. Còn cái này là gì? Cái này là em lượm ấm siêu thị anh, người ta cho ri. Wow. Siêu thị Mega là được cái là chúng ta không có bịch ni lông các bạn, nhưng mà thùng giấy là được lấy miễn phí. Có lấy nhiều lấy. Đúng anh, em tranh thủ em lấy khoảng 5-8. Ủa em có tấm bạc lấy đó làm gì nữa? Cho ri thì phải lấy cho anh. Cái gì miễn phí thì lấy đúng không? Đúng. Lửa chúng anh cũng lấy nữa. Và toàn nó sẽ có là mì kokomi nè, mì ship nè, cút tắc, coca, hộp quạt và chai nước suối Satori 100k. Đúng rồi. Tiếp theo là mình với bạn, mình thì được 3 sao. 3 sao thì mình có 1 triệu các bạn, và mình mua là 998.000 nha các bạn. Còn dư 2.000 thì mình mua được cái hộp quạt diêm. Và đồ của mình sẽ có là cái lều nè, chai nước suối, mực, phô mai, mì ý, tôm, bánh pizza, bộ nồi, hấp. Trong đây thì chúng ta sẽ có là tương ớt, tương cà, một lọ chai coca phiên bản khổng lồ và một tay dứa nha các bạn. 1 triệu, 3 sao quá tuyệt. Và nếu hôm nay chúng ta có 2 người 3 sao, đó là bé Uyên. Cũng 1 triệu luôn. Và mua giống anh quá, em mua 998.000 luôn nè. Em cũng mua diêm giống anh á anh. Em cũng bán diêm giống anh luôn. Dạ. Anh em với nhau tự nhiên mua diêm làm gì vậy? Hả? Để nấu. Nay có cái tên là biết rồi vẫn hỏi các bạn. Tên đó của thằng Đằng. Của thằng Đằng Phát Minh ra. Biết mà vẫn hỏi. Và chúng ta sẽ có là một cái liều cao cấp hơn anh, liều 500k. Dạ. Túi ngủ, nước suối nhỏ, nguyên combo lẩu hai, cái hộp với bằng bạc để dành nấu lẩu hai hả, phở bò, Pepsi và cuối cùng là kiwi. Ghê vậy, có đồ tét miệng nữa. Hay á. Tiếp theo là cô ăn nhiều quá là chắc là mình phải giới thiệu là sơ thôi nha các bạn. Và đây là menu của em. Mua hết là khoảng 1.2 triệu. Vâng. Em có nhiêu? Em có tới 5 triệu rồi. Mà mua đồ ăn, vật dụng đâu có 1.2 triệu thôi. Dạ, vật dụng liên quan hết là chắc gom lại cũng được 2 triệu anh. Em tính luôn liều, túi ngủ luôn, cái kiểu luôn khoảng 2 triệu à. Dạ. Mình mua như đây là đủ một mình ăn là được à. Chứ mà con mua nhiều quá, caramel nó ăn ké. Dạ đúng rồi, nó cười kìa. Như là mấy thằng mà nó hạ cái tôi xuống như là thằng Đằng. Nói lộn, thằng Hào. Giới thiệu sơ nha, đồ của ăn sẽ có là hàng bánh bao, combo chiên, tôm chiên, mực chiên, xúc xích chiên, rồi giò chiên, rồi mì chiên, vịt chiên, quá trời chiên luôn. Cái đồ nhôm để dành chiên, rồi đồ kẹp chiên, rồi dầu để dành chiên, rồi nước suối để dành uống, rồi nước suối tự nhiên chai mẹ chai con. Sao mua chai 5 lít? Mua vậy đó ngầu anh. Đũa chiên, rồi khăn giấy để dành lau miệng, ăn xong khi chiên, nước uống, uống xong nè, rồi nước táo, rồi combo tứ đại đồ chấm, con diều. Anh thấy em có mấy cái dụng cụ bắt cua bắt cá này để làm gì em? Dạ, tại em thấy em dư giả tiền quá nên em mua em tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn em anh. Wow. Anh tặng hả? Dạ đúng rồi. Chúng ta có cảnh tặng rồi. Dạ đây, cho quà. Ủa Hào đang làm gì vậy Hào? Đang cho máu dồn lên não xíu. Thấy Hào có hoàn cảnh khó khăn nên anh cũng mua quà tặng Hào nè, đây. Đâu. Đây là một cái xô, một cái rổ và một cái đồ gắp cua. Ơi hai cái rổ luôn á. Hai cái luôn. Ồ là để dành bắt cua bắt cá. Dạ. Sinh tồn. Xúc cá nữa. À vậy hả? Nhưng mà em đâu bắt cua cá thôi, em tặng lại cho anh à. Là sao? Trời. Em đâu bắt đâu thôi, tặng lại cho anh á. Em này đúng trên đây rồi. Mày láo. Vậy tốt, có mì thôi chứ chai nước mà láo chứ. Nó nghèo vậy mà nó tặng lại cho mình nữa. Thôi anh xin lên xin. Rồi tiếp theo là con Tú. Ủa mua ít dữ em. Mua đủ ăn thôi anh, chứ để caramel ăn ké. Mua có 750 á, em có nhiêu? Em có 7 triệu luôn. 7 triệu mà mua có 700 mấy à? Really nigga. Không, nó còn liều nữa, liều rồi phao rồi hang cồn rồi giọt cầu lông. Nó liều các kiểu nữa, nói chung là liều thì không có mẫu nào mới nên tụi nó sử dụng mấy cái mẫu mà trong kho với bạn. Chừng nào mà ngoài tiệm bán những cái mẫu mới thì tụi nó mới mua. Và đồ ăn thì cô Tú thì ít hơn cô ăn rất là nhiều luôn. Xoài, nước suối, rồi nước uống, rồi nước đậu đen, rồi bánh, rồi pizza, rồi dao, rồi dầu, muối, rồi bánh mì.
Rồi thịt bò, cà bắp, cà tím, lùm lùm la. Là tối nay ăn thịt nướng hả? Đúng rồi anh. Cái tảng bự vậy hả? Đúng rồi, ăn vậy mới no anh. Thịt nướng bơi ra. Rồi cuối cùng là 8 sao mấy triệu em? 8 triệu. 8 sao 8 triệu đồ ăn gì là heo hì chứ hả? Heo hì đâu anh, trời ơi. Ủa mua ít chưa? Nó mua ít lắm mấy bạn ơi. Đây nó mua có 3 triệu 7 à. 8 triệu mua 3 triệu 7 đồ ăn. Mấy cái đồ gì không mà mắc vậy hả? Không anh, hai cái này mắc lắm. Chúng ta sẽ có là combo đùi cù sườn cù. Đúng rồi. Bún, Milo, sữa, hộp cà nè, hành, tỏi, khoai tây, cà tím, cà rốt, táo xanh, rồi ớt xanh, rồi combo những nước uống gì mà lạ lắm là dừa, dâu nè, dầu ăn. Và ở đây thì có một cái nồi rất là bự luôn, nồi để làm gì em? Để em nấu đồ ăn chứ làm gì anh? Nấu cái đùi cù đó hả? Đúng rồi. Ồ, tưởng nấu nướng chứ. Rồi hai chai nước sôi. Bên đây thì có cái liều chút ác à. Em ngủ mình em thôi chứ trời. Đúng. Rồi tôi ngủ liều, rồi gia vị, rồi than còn, rồi bếp, rồi các kéo nha bạn. Đặc biệt là lụm tiếp anh trong kho nữa. Nói chung là nó giàu quá, nó lụm tiếp anh luôn. Ok, bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu là dựng liều nha bạn. Boom. Cái liều đây lạ quá ta. Cái gì rớt tùm lum vậy? Cái gì vậy? Liều 200k có khác. Rồi mấy đứa dựng liều tụi mình dựng xong nha bạn. Như đây nè, liều có một đài nè, tướng bự cho má dựng liều ở dưới lan cù nè. What the hell? Bà, tướng bự. Còn này tú nè nó nhỏ tiện ít hơn đại và liều bự hơn. Rồi tiếp theo là cu An, liều cũng bự nè. Yeah. Còn liều của Uyên là liều này là cái kiểu liều tự bung với bạn ơi nên 500 ngàn. Còn liều của mình thì có 200 mấy nên là cái liều xỏ. Và cuối cùng thì chúng ta có cái liều hải dù. Huh? Hai thằng bé không sao một sao định làm cái gì vậy? À tính làm liều anh. Tính làm liều kiểu vậy nè anh ơi. À biết rồi, bây giờ nè, ví dụ bây giờ anh tưởng tượng anh là Hào đi. Rồi cái anh cầm vậy nè, rồi anh Toàn vô ngủ Toàn. Rồi rồi, hợp lý anh ơi. Đó. Cái mình trộm lại nè. Rồi. Đúng rồi. Rồi ok, tụi mình bắt đầu đi tắm biển nha bạn. Ở đây mình thấy có một cái quá trời chùm bao luôn nè. Lâu lắm rồi mới thấy được nhiều chùm bao như vậy. Đây. Trái màu xanh ăn mới ngon. Trái màu xanh mới ngon hả? Em phải ăn trái màu xanh hả? Em ăn trái màu này giờ này chứ. Chứ sao em làm trái màu xanh mới ngon? Ăn màu xanh đi. Anh ăn màu vàng. Trái xèo à. Chín lên nè. Trái chùm bao thì bên trong nó sẽ có mấy cái hạt như vậy đó bạn. Giống hạt chanh dây quá. Ừ, giống hạt chanh dây ha. Nhưng mà không nuốt được. Ăn nó chua chua ngọt ngọt. Và đừng có nhai cái hộp vậy, búp 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 thôi. Tao nuốt cái hộp luôn. À, bãi biển Cô Hạch thì sẽ có một cái bãi đá như vậy nè. Mấy cục đá mà nó bị đánh tròn như vậy nè. Khá là đẹp luôn các bạn. Đá này mà lụm về bỏ vô hồ cá là 10 điểm. Wow, như đá mà suối vậy các bạn. Mà không có đá bảy màu hết ta. Một màu, hai màu, ba màu, màu vàng đó là bốn màu. Khoảng bốn màu bạn, bãi đá là được khoảng bốn màu, không được bảy màu. Nước biển ở đây thì khá là trong luôn nha bạn, nước trong thấy đáy luôn á. Wow, tốt, đúng rồi, biểu diễn tốt. Biết chơi không? Biết anh. Đây là chỉ cho anh chơi nè, cái này chơi vậy nè, lạnh quá, lôi lôi miếng nè đó, mình sẽ chạy hiện là nhanh như vậy nè, cầm cái cây đó nè, chạy nhanh thôi cái đạn đó không, cho anh mượn thử lần nữa nè, nãy là trục chặt kia coi. Ôi dạ. Lấy bánh đâu mình ơi. Mời tụi bánh 5kg mà nổ.
nè. Nó bắt nhập cái sao mà. Nè nè nè. Nó đâu? What? Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, nó đâu, nó đâu. Woo! What the hell? Quên, quên, quên. Bây giờ anh lâu, anh lâu, anh lâu. Đánh cầu lông vô. Chiếm lại bóng chú. Chiếm quên mẹ. Phải vào. Chị cái đánh cầu lông anh ơi, đánh cầu lông dưới biển. Đánh cầu lông dưới biển hả? Ngay trên biển. Thử nha, chơi cầu lông hay lắm, chơi chơi. Rồi, tiếp theo là thử đánh cầu lông trên bãi biển các bạn. Trời ơi, Tú ơi. Để ta ra. Không đã không chính xác rồi. Rồi mình bắt được cái con ốc mượn hồn các bạn. Mà nó có cái con gì bu vô lạ lắm nè. Đây nó có cái con gì bám vô lạ lắm nè các bạn ơi. Cứng ngắc luôn á. Mình làm nó chết luôn rồi. Đây nó bám cái con gì nè. Còn trong đây là con ốc phượng hồn nè. Mình thà cho nó húi cái nó ra cho các bạn. Anh trước anh địa. Help me. Help me. Một chưởng rồi. Đây, thà xong đó nó ra như vậy các bạn. Nè cái con này nè bạn ơi. Nó bị bệnh hạ nó cũng ra nè. Không biết con gì nữa. Hai đứa mình thèm đi tắm quá các bạn ơi. Mà mình phải set up xong chỗ này mình mới tắm được. À anh Hào sẽ set up cho mình. Thôi đúng là một người anh tốt. Nói nữa quá đẹp đúng không Toàn? Đúng đúng đúng. Khách sạn ngàn sao đang chờ đón anh em chúng ta. Rồi tại tối rồi thì tụi mình đã ăn tối các bạn. Đồ ăn thì mọi người đã đợi rất là ơi hời. Và quyết định là cho hàng màu mè là mấy sao? 8 sao. 8 sao ăn trước. Biểu diễn em. Đầu tiên là phải lên cồn lên lửa cái đã. Đầu tiên thì bỏ cho cồn vô. Bỏ cồn vô. Em cồn không biết bỏ chứ nè, để bà chỉ cho bỏ nè. À, ủa cũng có hát gì anh đâu. Đó vậy đó. À, ra là vậy, ra là vậy. Rồi, sao đó là sao nữa? Sau đó em sẽ bắt được. Ồ! Rồi sao nữa? Bỏ cái nhũ lên đây. Ồ. Bỏ nồi lên. Cho nồi lên. Bước kế tiếp. Và hôm nay em làm món cù xương cù. Hầm, xương cù hầm. Rồi, đầu tiên thì sẽ bỏ xương vào nồi. Đúng. Viên bún xịt khổng lồ. Ở đây còn cái đùi này có không? Có anh. Bự và còn trơn nữa. Có bỏ nước vô không? Để mình bụ nó cho nó nhanh các bạn, nó không giờ đó các bạn ơi. Quá. Rồi. Bỏ vô. À. Cho nước vô đúng không? Đúng 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 anh ơi. Cái món này chắc là ngày mai 7 giờ sáng ăn nha đại. Trời ơi, anh này hai ngồi đẹp. Sau đó, chúng ta đẩy nắp vào.
Rồi, để nắp nào cứ để vậy đi, mình chờ xíu. Chờ nó sôi hả? Đúng rồi. Rồi, tiếp theo là Tú mấy sao? Em 7 sao anh. Biểu diễn món cái gì? Thịt nướng. Bít tết. Lấy cục thịt mà cái, lấy... cái đũa đâu mà gắp được cục thịt đó hả? Sao được? Em quên mua cái đồ gắp anh. Cái tay mới được em ơi. Cái cục thịt kìa. Ôi trời ơi. Ăn cục này. Ủa? Đó. Nó bị đứt rồi là hai cục gì? Nó bị đứt rồi. Tiếp theo mình sẽ nướng cháy cà tím. Mày ăn lạ quá. Anh này em chơi cái gì cũng siêu to khổng lồ hết á. Chờ cho nó chín đúng không? Đúng rồi, chờ cho nó chín. Đúng rồi, vậy mới nhanh. Tiếp lẹ mới tới người cuối chứ. Rồi, còn mình thì tối nay mình ăn đồ chiên nha các bạn. Mình có tới lần 5 triệu lần. Ủa, em tới 6 sao lần. 6 sao 5 triệu. Này là một cái nồi nhôm. Sẽ đặt lên đây. Sau đó mình sẽ cho dầu vào. Là tối nay là em định làm chiên mấy cái món này hả? Dạ đúng rồi. Sao có cái lẩu hải sản của ai hả? À, của em để cái hết. Chiên cạch nóng vậy hả? Vậy ăn nó mới đã anh. Lâu lâu được vô số sao cao phải tận hưởng chứ anh. Chờ dầu sôi rồi bắt đầu mình chiên nha bạn. Rồi trong thời gian chờ dầu cũng ăn sôi thì mấy đứa sao hấp hấp cho tụi mình cũng phải biểu diễn bạn. Dầu nó sôi lâu lắm. Đầu tiên là Uyên. Để em làm lửa. Ba sao. Trời làm lửa thì biết rồi quá. Hao không sao, lần này em có rất là nhiều cái quay diêm. Có mấy chục que được Hao ướt của em. Bây giờ em mỗi lần chạm là ướt gì cháy. Em ướt nó cháy nè. Cháy lên đi. Cháy nào. Ướt gì cháy. Rồi ướt đi. Sao bắt đầu chụp củi vô vậy nè. Từ từ thôi, hương nó đi. Rồi ok, em dứt em. Dạ. Ủa sao em giống ăn quá cũng cái đó nữa hả? Em rút kinh nghiệm. Ăn gì vậy? Em ăn lẩu. Đây. Lẩu hải sản hợp cẩm. Tình tí tình tí. Ủa nó có nước lẩu luôn nè. Đây này nước lẩu hả? Em nghĩ thế. Trời ơi lẩu mình nước lên láng vậy á. Rồi em đậy lại em chờ sôi. Cái giấy mình lên trên ha. Ôi à. Cái giấy mà mình xuống dưới thì nó okay. Ướt giấy sao. Rồi, thôi chưa thôi. Ok, tiếp theo là tấm bình nha bạn. Mình chỉ cần nãy mình đi vòng vòng mình phủ mấy nhóc mình lụm cái mấy cái cồn á. Còn dư tục bịch như vậy là đủ đốt rồi. Đó, nó cháy còn. Mình thiếu điều kiện thì mình phải sinh tồn như vậy phải không? Sinh tồn có nghĩa là mình sinh sống và tồn tại. Mình gặp cái gì đó mà tụi nó quăng ra mình phải hốt liền. Đúng. Rồi ok, nói chung là lửa đã chín rồi nha bạn. Và mình sẽ bỏ nồi lên nha. Đầu tiên thì mình sẽ do mình làm món pizza bạn. Mình không có lò nướng nên mình sẽ sử dụng cái lò hấp này. Nấu két cho chín lên nha. Rồi, để két nóng lên là mình sẽ bỏ pizza vào và nướng. Boom. Rồi sau khi cát nó chín rồi thì mình sẽ bỏ pizza vào các bạn. Top những món mà ăn mà mình tin tưởng các bạn. Top 1, pizza. Ô, nóng quá. Cái gì vậy? Quá dịp sơn. Đây là mực hoa các bạn, mực mà nó khắc cắt hoa như vậy nè. Mình sẽ bỏ vào đây. Tôi nạp mà mới có ăn ha. Đấy em chưa nạp gì cho anh luôn á. Tiếp theo là tôm các bạn. Quá. Tại nói món giống lẩu thôi em. Đúng anh. Ok. Tiếp theo. Mình muốn mở rộng đại diện. Tú. Anh em hương nhau Tú. Đúng rồi, lá lành đùm lá rách Tú. Đó. Rồi tiếp theo là phô mai nữa là xong rồi nha các bạn. Anh đừng cho nhiều quá. Nhiều bị ngon. Anh mấy cái đó anh cũng quá gạch rồi. Rồi đậy cái nắp lại là xong rồi nha các bạn. Đó. Chờ nó chín lên và ăn thôi. Rồi tiếp theo là Toàn, biểu diễn cho Toàn. Rồi tiếp theo tới mình. Giờ thì mình sẽ
đốt lửa. Ủa trời, kẻ mắt quá. Rồi để lửa lên thôi. À, trong lúc để lửa lên thì mình sẽ uống hết lon coca này để lấy nước nấu. Sau khi uống hết coca xong thì giờ mình sẽ chế nước vô để nấu nước, nấu chế mì nha. Rồi giờ mình sẽ để này lên lửa để nấu thôi. Em đang làm gì Toàn? Em hả? À em đang xé mì anh đó. Em đang nấu nước đúng không Toàn? Đúng đúng đúng. Ăn gì không? À, hiện tại thì em mới luyện được môn phái ngồi thiền anh ơi, chắc tí nữa em mới ăn, chưa đói anh. Chưa đói hả? Đang coi anh em làm đám giỗ nè. What the hell? Rồi, dầu của mình thì nó cũng đã nhảy tung tăng rồi bạn. Giờ mình sẽ cho tôm tempura vào chiên. Đôi khi có đủ điều kiện mà mình cũng phải dùng găng nữa nè. Cho tôm vào dầu. Đó. Xong. Mấy lâu nay clip thì cuối cùng mình cũng phát hiện ra được. Thôi chị Chiên là ăn con em nhiều quá em. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ đúng rồi, chiên nhiều nó ngon. Sao? Mình để mình ngâm nó khoảng chừng 2-3 phút gì đó là mình vớt ra là tôm nó đã chín rồi. Later. Tôm của mình nó cũng đã chín rồi bạn, thấy ra nè. Giòn rụm luôn á. Cũng ngắt rồi. Đã quá. Cái đồ vớt cái đồ quần luôn á. Tiếp theo là mình sẽ cũng chiên tôm tempura, nhưng mà lần này là tôm này có nhiều màu bạn. Đây là phiên bản này là sơn màu rồi. Dạ đúng rồi. Ồ. Rồi ai phụ mình thì mình cho mỗi người con tôm này. Hết rồi, hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Kẹo cho xong cách cho không? Nhanh. Nhanh lắm, nhanh lắm. Ok, bây giờ đợi tôm nó chín, sau đó thì mình xiên hết cái đống đồ chiên này luôn nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ quay thưởng thức cho bạn xem. Cái món gì mà nhìn ghê dữ vậy Tu? Khúc cung. Đó, từ từ để lấy cái thiện. Nó sát cục bự, sao sát cục nhỏ là sao? Sát phía bên kia mới camera mới quay được, đúng rồi. Đó. À, bếp test phía bên khổng lồ. Sao còn đỏ quá ta? Không, chín rồi. Mấy dùm re. Mấy dùm re. Bò này á là mình phải ăn tái á mọi người. Rồi rắn quá à. Ngọt thịt mà nó dai quá. Sau khi mình ăn một miếng bò hông thì mình thấy nó lạc quá, nên bây giờ mình sẽ pha nước chấm nha. Mình bỏ phô mai vô cái này là xong. Really nước nigga. Chấm của mình. Một phát minh vĩ đại đến từ vị trí của tôi. Giống 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 mấy tiệm nữa hả? Đúng rồi anh. Đó, để nó tan chảy rồi cái mình sẽ chấm ăn. Rồi nước mình cũng đã sôi, giờ thì chế nước vô mì thôi. Cái gần luôn, đằng này đây làm đỏ lắm á. Kinh nghiệm chế nhiều anh ơi. Nó rụt chế, thiếu rượu kìa. Rồi, mì của mình cũng đã mềm, thưởng thức thôi. Là em ăn đơn giản vậy thôi hả? Đúng ăn, một thao mà, chỉ đơn giản thôi rồi. Còn đám cướp bị tay không ăn hả? Đang ngồi đợi ra chưa đói. Rồi, mọi người xem cái pizza mà hấp bằng cát của mình các bạn. Do nếu như mình mà hấp bằng hơi nước thì cái pizza nó sẽ rất là mềm. Còn mình hấp bằng cát như vậy á, pizza mình nó sẽ khô cứng, ăn nó mới ngon. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra. Wow. Rồi. Xin lên đây các bạn. Tương này là tương cà nha. Đó. Tiếp theo là tương ớt. Đó. Rồi mình sẽ ăn pizza các bạn. Rất là giòn. Nice. Bạn cái gì giòn bỏ rồi. Thứ tôm nè. Nó chua chua của tương cà, cay cay, tương ớt. Ngọt thịt tương tôm nữa. Cộng với phô mai nữa. Bạn nhìn nè. Bớt bạc. Còn em ăn gì rồi ăn luôn đi, nóng quá lắm. Cái bánh lẩu. Mềm thôi à. Ngon quá, ngon quá. Em biết sao mà em bắt tương ớt cho anh không? Sao em? Tại em xin mía. Em không có đồ chấm. Mình lá lạnh, mình đùm lá tả tơi ha. Dạ.
thoải mái không sao đâu. Còn có cái lá phía sau anh nữa kìa. Hả? Cái này là cái gì vậy? Không có, em coi không à. Này gì nó tàn quá rồi, mình đùm nữa sao được giờ. Ồ, lẩu em ăn tấm bên không có mì gói gì hết hả? Dạ không, em quên mua. Có tiền đâu, còn tiền đâu mua. Ngon quá. Ừ đúng rồi. Trời ơi. Anh với Nguyên có 3 sao rồi em. Chút nữa em qua bên kia kìa, 7, 8, 9, 10 sao kìa. À vậy hả? Ờ. Sao xung quanh này cũng có đồ ăn kìa là. Quay có nước không? Chưa xuống đâu rồi. Ủa, chơi có cá quảng đâu? Mà chơi có cá đâu? Ồ, đây, quên. Hai em cầm nước mà. Đúng rồi, mình 3 sao là bây giờ là mình anh em rồi đó. Đúng rồi. Không phải em à. Tối hữu tiệt kỳ. Tiếp theo là tới mình, ăn 6 sao. Cuối cùng thì mình cũng đã chiên xong hạp cẩm món chiên của mình đó bạn. Giờ thì bắt đầu, trước tiên thì phải pha nước sốt trước. Tứ đại nước sốt. Muốn đồ chiên ngon thì mình phải làm nước sốt. Đủ bốn bào không? Đủ anh. Ghê vậy? À. Trời ngon kìa. Oh my god. Quá đã. Sau đó ăn trước con tôm tempura thử đi. Thôi tôm chiên này đi. Tôm khô mai. Tôm banh. Đậu một cholesterol. Ngon à. À mai gì? Nước chốt. Đây. Bánh bao, bóng đêm. Cái này bánh bao bóng đêm à. Mày không nghĩ bánh bao vừa để vô một cái là nó bay màu liền. Sao? Ngon anh. Thằng gái mọi người phụ em à, cầm mọi người con tôm à. Ăn tung cả người. Em xin. Cộng 2 cholesterol. Review cái xúc bị teo này nè. Sao thằng này tự nhiên nó màu này, thằng này là màu này. Có kỳ không? Lại bị lạnh. Em cũng biết tại sao nữa. Thôi kệ, cứ ăn thử đi. Ăn như xúc xích bình thường mà. Ngon. Còn con xúc xích mà nó chưa lột vỏ thì sao? Chưa lột vỏ hả? Ừ. Rồi, để ăn thử luôn. À, nó giống như hồi nãy rồi. Lột giống y chang nhau. Ăn đồ chiên á thì nó cũng nhiều cholesterol anh bạn. Nên mình phải heo hì. Uống Aqualina, nước suối. Phiên bản tỷ đồng tử. Anh này, bạn nhìn thấy rất là nhiều các bạn. Các bạn nghĩ là mình ăn không hết đúng không? Mình có thể mình chia không? Không, mình để dành mình ăn từ từ. Anh thấy là bên kia có 2 camera rồi thì em giỡn thôi chứ em để cho 2 camera man ăn chung với em luôn mà. Vô. Em có nước uống không? Vô anh với Yên nè. Vô. Có không? Ủa toàn có không? Có. Hào nữa. Vô. Ok, 1, 2, 3, vô. Nên nghe giải thích cho hôm đúng không? Dạ đúng rồi anh. Không ăn kia. Chính xác. Ủa anh đang làm cái gì vậy? What? Anh đang làm cái gì vậy? Ủa em đang uống gì vậy? Em đang ăn tôm. Tiếp theo mình sẽ làm món bánh mì kẹp thịt bò. Dữ vậy. Đó, thịt bò trời ơi, nhìn nó ngon kìa. What the hell? Hay là nãy em nên bỏ cái đen rồi em ăn không tốt. Không hả? Ăn được anh. Đây là phô mai. Đó, chế vô. Ủa sao giống sữa. Nó là nước không em, cái phô mai em muốn phô mai là phải như vậy nè. Ồ. Đã. Bây giờ nóng quá. Rồi. Đó. Anh phục vụ vậy xíu em sẽ cho anh. Thôi, cho lóc hèm sao em ăn ghê quá vậy. À, cho lóc hèm sao, có hèm nè anh ơi. Ăn đi anh. Ai cho đầu hèm, đừng cho. Ngon. Ngon không? Ngon. Giống cái gì vậy ta? Nó bán hết danh dự luôn rồi. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Ngon quá. Quá ngon. Ổn không? Ổn anh. Ổn rồi. Món này loại bạn. Món này ăn ngon anh. Uống thêm sữa ốc chó nữa. Best seller. Trời ơi. Gì vậy? À, không ra. Trời.
biết cầu tủ là gì không? Đảo quá ông chó ơi. Hư rồi. Ủa? Đâu vậy? Ủa, thật ra là anh giúp em thôi chứ anh có đồ ăn rồi. Thấy không? Ừ. Anh giúp em cho. Đồ ơi, bất công mọi người nói là mình chơi không đẹp đâu, lấy làm gì? Đúng rồi anh. Mình đi review thôi, mình coi nó ăn cái gì thôi. Ừ, sò này ngọt quá. Ổn không? Ổn á. Rồi, tiếp theo là Đại, sao Đại? Có tiến triển rồi anh đi. Wow, mọi người ăn cái sắp xong hết luôn thì bây giờ nó bắt đầu nổi bọt. Quá lâu. A few minutes later. Cái nồi này nấu từ nãy tới giờ nó mới bắt đầu nó sôi rồi nè. Hèn mình chịu không nổi luôn, phải bắt thêm mấy cây củi ở ngoài. Chắc chờ thêm chắc 3 tiếng nữa mới chín nồi. Có mệt. Cuối cùng là tới mình nha các bạn. Đợi nãy giờ thì mọi người cũng đã ăn xong rồi nha các bạn. Giờ thì mình sẽ mót lại những gì còn sót nha. Như đây các bạn thấy không? Cái nồi lẩu bé Quyên nó ăn còn một miếng rồi các bạn thấy không? Giờ mình xé cái mì mình bỏ vô là thành nồi lẩu của mình nha. Ủa? Ngon các bạn ơi. Được, được các bạn, không sao. Trời ơi, còn hai cái này mình thấy bén lắm nha. Mồi cũng bén lắm à. Hơi khói. Thêm một chút gia vị lẩu. Bây giờ thì mình sẽ chờ cho mì mềm nha các bạn. Bên đây để mình coi còn cái gì vậy. Cái này cùi mía không các bạn ơi. Cái này còn gian dở rồi. Bánh bao bóng đêm. Bánh bao bóng đêm này lạng quan còn được à. Còn im lắm à. Bóng đêm nhưng mà ở trong các bạn nghe không. Wow. Mình phải tận dụng thôi các bạn ơi. Quá im rồi. Vô anh ơi. Vô rồi. Thấy ánh sáng rồi. Đang làm gì hả? Em đang anh đang nói gì vậy? Anh đang coi mà lụm bóp. Cái gì bóp anh? Này ta cải thiện. Chống thiêu. Anh thấy có chai tỷ đồng tử kìa. Chai này anh. Chai này nghèo cho sạch ghét cho thơm nha bạn. Ê anh ơi. Em thấy chai này còn được anh ơi. Anh chờ cho em á, anh cố tình chờ cho em á. Sao anh thương em á vậy? Em nghèo cho sạch ghét cho thơm anh ơi. Đúng rồi. Giờ là có gì làm đó các bạn ơi. Cái cùi mía đó ai vậy chứ ăn ngon lắm á, thử đi. Thiệt hả anh? Ừ, đã thấy ăn nó chưa búp á. Nó chưa búp mà. Top những người tôi luôn tin tưởng. Chị anh Lâm. Lâm. Mía đúng không? Ừ. Được anh ơi, ngọt luôn á. Ờ, mía mà. Ừ. Cũng được các bạn ơi, nhưng mà sợ bị mỡ trong máu trong mặn các bạn. Nên thôi. Món này chắc mình nghĩ là hành mì xào luôn rồi nha các bạn ơi. Giờ mình quất luôn. Nói chung là nãy mình đổ gia vị hơi nhiều bạn, mặn quá nhưng mà đã nha, ngon. 10 điểm luôn. Em uống cái nước màu vàng này ngon lắm hào. Đúng hào. Thiệt đừng có gấp cho hôm. Top những người tôi luôn tin tưởng. Xếp Lâm. Ngon thiệt hả anh? Đúng rồi. Sao mùi vị sao? Ngon các bạn, xếp làm tin tưởng được. Nước gì? Nước táo thiêu. Vậy? Nước táo thiêu. Táo đó, cái chè táo này thấy ăn đổ vô nó vào bầu nước đá đó. Táo thiêu, uống cũng được anh ơi, thôi. Quất miếng nữa. Hả? Sau khi tụi mình ăn xong rồi tụi mình sẽ đi hãm hình hủy tiều rút với bạn. Ở đây có mấy cái cục đá hủy tiều rút rồi mấy con ốc, mấy con cá nó sẽ bị mắc kẹt các bạn. Và ở đây là mình thấy có mấy con ốc tinh nữ nè, mà phiên bản mà gọi là siêu to khổng lồ các bạn. Đây. Đây các bạn. Nó có thịt trong đây luôn. Ốc này gọi là ốc tinh nữ các bạn. Quá ngon lành. Nè, bạn coi tiếng nó rớt vô nè. Đúng. Quá mà. Ủa đang cầm gì vậy Tú? Đang cầm cái cái gì vậy anh ta? Cái sao? Tụi mình phát hiện được con chập quá luôn nè bạn ơi. Mình sẽ bắt nó không bị bì dễ nằm im à. Hả? Trời ơi. Anh đang kêu mà sao anh bắt con cua nhỏ. Ủa anh đang nói nó mà. Đâu tiêu rồi? Trời ơi. Ủa? Thấy chưa? Tại cái này nó như là cái xác thôi nên nó không bắt. Thấy không? Anh biết được. Đây bắt lại con cua bự xuống đây.
bị lừa. Đâu có tiêu ta. Rồi ok, mình thấy nó chạy qua đây rồi nè bạn ơi. Đâu rồi. Bye, have a great time. Nè đâu, ăn luôn. Làm không có kinh nghiệm rồi. Mày đâu à? Cái gì vậy? Đâu? Bắt tay không? Bắt tay luôn. Ủa? Có bắt được không? Ủa đó đâu rồi? Rồi mình phát hiện được một vương quốc ốc bự hồ các bạn. Wow. Bắt trời quá đất luôn nè, nó làm cái gì nè. Con này chắc là con King nè. Vua. Còn con này chắc là hoàng hậu. Rồi phía bên đây mình phát hiện được một con tôm súc lục. Rồi. Phẳng rồi. Ủa cái này là cái con hải quỳ hay sao nữa bạn ơi. Nó đúng đính nè. Mẹ ơi. Yêu. Ý được biết tay lâu nữa. Bắn nước nữa. Đi biển anh ơi. Tao. Ôi cua quẹt đấy, cua quẹt đấy. Wow, giống cua quẹt đấy coi nè. Cái hồn đâu? Cái hồn luôn rồi. Cái hồn mất tiêu rồi. Anh lấy hai rổ gặp lại tôi, lấy hai rổ gặp lại tôi. Được. Được. Ăn cua. Tốt rồi. Có con cá hoàng tốt. Đâu rồi? Thời gian rồi, sợi. Bắt thì hay á. Rồi tiếp theo là một con quái vật gì đó các bạn ơi. Ồ, con đĩa biển nè. Trời ơi, nó rút cho nó rồi. Nó đãi nè Tú. Đĩa biển anh ơi. Cái con này nó không có bắn ra cái màu tím tím nè, con này là con gì các bạn ơi. Con này đĩa biển anh ơi. Nó ghê quá. Cái nó xì nước đó anh. Trời ơi mẹ ơi. Bào ngư. Bào ngư gì mà săn sùi dưới cốc vậy? Lạ lắm nha các bạn. Con này mình nghe nói là bào ngư cốc nên mình nhìn. Rồi sau buổi thì bắt được mấy con cua nhện. Con cua hoàng đế nè các bạn. Con cá gì đó nhìn lạ lắm nè. Đó, như cá lê hê vậy. Rồi con ốc. Con sinh nữ nó bự lại bự rồi nha. Rồi con tay cái. Đây. Nữ với bạn nó lè luôn nè. Cái bụng luôn. Rồi được một con ốc mặt trăng. Con lành. Còn anh bạn 8 sao thì tới giờ vẫn còn nấu nữa. Đã quá ta. Ủa anh nhớ là nó lòi cái cục xương lên mà. Còn gánh của em chặt luôn, ghét quá. Rồi à, em chặt được luôn hả? Rồi à, cái cục xương bự vậy em chặt được. Lấy dao nó chặt hả? Đúng rồi anh, chặt từ đúng đất hả? Wow. Vậy đây em ngồi em coi anh nướng nè. Ốc tinh nữ nè. Ốc mặt trăng nè. Còn mấy con ghẹ thì tính sát xanh thì mình sẽ nướng sau các bạn. Tại giờ nướng nó sẽ dãy dụ cái kiểu YouTube chữ. Đó, ok. Nướng hải sản và coi lại nó nấu ăn nấu em coi. Rồi. Em thấy cái nồi em nó cũng được rồi đó. Em sẽ bắt đầu bỏ cái rau củ vào. Hành tím. Khoai tây. Hành tây. Vô luôn. Cà rốt. Anh nhìn cái là anh biết cái gì liền. Ủa? À, giống tầm ra đây đúng không? Đúng rồi. Đây. Anh coi viên đó hồi nhỏ anh coi nè. Đưa anh cũ già nè. Người đây vậy nè. Trời ơi. Rồi. Rồi. Sao nữa? Hết chưa luôn anh? Chua gì đó. Hả? Rồi ba màu thôi. Đây dấu không thôi chứ hết chỗ để rồi. Đây ok là... tiếp tục hầm cho nó gục. Why minute later. Rồi mấy con ốc mình chín các bạn ơi. Mà nãy giờ mình nướng mình suy nghĩ không biết là cái con ốc tinh nữ để ăn sao luôn á. Bữa ở Phú Quốc chưa ăn được, phải đập
Đúng. Oh my god. Đây, nó tát ra cái như vậy cũng chưa ăn được nữa bạn ơi. Cái con ốc tinh nữ này nó làm sao bạn ơi? Mọi người mình ăn con cá nha. Ăn con cá nướng nha các bạn. Thịt cá trắng nõn. Ngọt lắm, ngọt lắm. Rồi sau khi ăn xong thì tụi mình đi ngủ nha các bạn. Cái liều này là của cô đại nè mà nó đang nấu. Nấu. Thầy của ai không? À? Tu đội. Ngủ rồi, trong đây. Con này là của cô An, hai thằng liều bự nhất. Nguyên ngủ chưa ta? Nguyên ngủ rồi các bạn ơi. Nguyên thì ngủ trong đây. Còn mình thì không có liều này. Còn cuối cùng là thằng không sao với một sao kìa, nhảnh chán kìa. Ủa thử tụm cái đầu chỉ tội. Chó đứng xương anh ơi. Chó đứng xương hả? Còn này tự nhiên này sụm chân. Chó đứng lạnh chân anh ơi. Ủa làm chỉ hảo? Dạ. Có làm gì đó. Ok, còn mình thì ngủ trong liều này. Trời không có lạnh gì hết, không cần mờ nữa các bạn. Chung là tối nay nếu như có mưa bão gì mình sẽ không báo mọi người nha. Bây giờ thì ngủ thôi. Hiện tại đã là 12 giờ 22 rồi nha các bạn. Mọi người thì ngủ hẳn kẹn rồi. Còn một mình thôi. Và mình nghĩ là cái nồi của mình á nó đã được rồi đó. Đây. Nghiêng ngút rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành nêm nếm gia vị và hương thức thôi. Cái này mang không ngon thì thôi luôn á, hành quả. Từ tối tới khuya. Rồi, bây giờ mình sẽ nêm cái này trước nha. Nếu mà nó còn lẹt thì mình nêm thêm thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành múc cái đùi này ra trước đi. Được quá rồi. Dạ dạ, bự quá bự quá. Cái giây phút quyết định nè. Đấy đấy đấy. Thêm cái sườn nữa, thêm cái sườn nữa. Rồi, cái sườn nó rã luôn rồi. Từ cái múc ra. Cái này mới gọi là hầm nè. Ôi ôi. Hên quá, hên quá. Rồi không sao, không sao. Món chính của mình á sẽ là bún nha. Ăn bún với lại cù. Nước này chắc còn đun tầm 6 tiếng hay gì á. Wow. Hình như nó hơi lẹt. Và nó rất là nhiều mỡ thì phải. Hơi mỡ. Thôi mình nghĩ ăn thịt đi. Đôi đũa này. Một miếng bắp bò. À lộn, bắp cù. Mềm. Ơi hay không biết hôi nha. Really nigga. Hình như mình luộc nấu nhiều quá sao không đi hói bạn. Ngon nha. Rồi tới mấy miếng sườn nè. Trời ơi. Đúng là ninh nhừ. Rút cái này cột xương nó mất tiêu luôn rồi. Mày mới đã nè. hơn mổ nóng à, mình nghĩ là mình nên ăn cái đùi lại nha các bạn. Phở ngon. À, miếng nước dừa. Nói chung là thành quả 6 tiếng cũng không tệ như mình nghĩ các bạn. Khá là ok, ngon. Giờ tranh thủ ăn nhanh để đi ngủ luôn nha.
quá buồn ngủ à. Nóng lắm đó. Rồi tới sáng các bạn ơi. Tối ngủ thì đó là xương xương nha các bạn. Không cần mền. Nhưng mà phải áo dài tay cho vậy mới ngủ được nha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ qua đánh thức hai bé không sao một sao trước các bạn. Ưu tiên những người có hoàn cảnh khó khăn nè. Đây. Rồi đó, nói chung là hai bé này cơ nhở nè, tùm thùng giấy nè. Ủa, tối qua ngủ ok không anh Toàn? Ok lắm anh ơi. Có lạnh không? Không. Ghê à? Lấy cái này đắp nó ấm. Ghê lắm hả? Rồi Hào tụm cái này lại, phải gần chút cao đâu anh. Hào ơi Hào. Hào. Em đang làm gì Hào? Đang ngủ anh ơi. Mấy bạn biết sao mình có cái tên đó không các bạn? Tại vì Hào nó bị cái như vậy nó phát minh được cái tên đó. Toàn đang ăn cục kẹo cái nó lại cái hỏi, ủa Toàn em đang làm gì vậy Toàn? Nó biết là người ta ăn kẹo nó vẫn hỏi như vậy các bạn. Cái tụi mình phát minh được cái tên đó. Đấy rồi Uyên. Ừ. Em làm gì Uyên? Em đang ngủ á anh. Em thấy anh thấy em hức rồi mà. Ừ. Cái thằng nào đây? Ăn hả? Ăn rồi ăn. Em đang làm gì ăn? Đang dạy anh rồi. Ngủ ngon không? Ngủ ngon anh. Tú. Anh đang làm gì vậy Tú? Hả? Đang ngủ. Đang ngủ hả? Mắt mở vô ngủ xạo nữa. Còn này với Tiếu nữa bạn đang ngủ gì vậy? 8 sao nè. Đại. Đại. Đang làm gì Đại? Ừ. Anh đang làm gì á? Làm gì? Mấy thằng nào chưa tỉnh ngủ, mình hỏi cái câu này các bạn. Nào ngáo. Rồi sáng thì tụi mình lại quay quần với đống lửa và mình thì có món mì ý nha các bạn. Đó mì ý thì mình cứ việc chế nước suối vô, cái bỏ mì ý vô đậy nắp lại và đợi cho nước nó chín nha. Cái đây là những cái gì mà còn sót lại nè. Tại vì anh thấy mấy đứa để đây là anh dọn rác sẵn, cái anh thấy là có dao, có dĩ nướng rồi. Rồi có thêm cồn nữa. Cái anh phải có đống lửa. Để như vậy nè, để dành cho anh em mà muốn sử dụng thì sử dụng họ chung đúng không? Nè dạ. Nhưng mà bé Quyên nè, bây giờ nè nó chuẩn bị ăn mì lon nước nè. Quyên đang làm gì Quyên? Em đang nấu nước thôi. Nước gì nấu lạ quá hả? Ủa nước này nước gì vậy? Nước này nước lọc quá ơi. Mà cái cây này để làm cái gì vậy? Để cái cây này để trưng thôi. Để trưng cho nó đẹp thôi. Nó không có công dụng hết trơn á. Ờ. Anh hỏi gì vậy? Nó đẹp vậy nó lạ gì? Thằng kia nó mới hỏi gì vậy? Em thấy anh hỏi quá trời, em hỏi thấy anh hỏi gì vậy? Sáng nay em ăn gì vậy? Sáng nay em đang cầm chai nước á. What? Em có ăn gì không? Không có anh ơi. Cái tiền nó tạo ra mà nó không biết trả lời hết rồi. Ủa Toàn sáng nay ăn gì vậy? Sáng nay em ăn bánh quýt tát và mì cung đình. Ủa cô mì chứ. Ủa em không nấu nước ăn mì nữa hả? Không anh, cái lâu nữa em bị người ta giục anh. Ai kêu em để mà hai em không chịu em cắt á, cái anh tưởng rác anh em dọn rồi. Rồi giờ mình em lại kia có bịch rác em bưng rác thì được có bưng không? Thôi anh, để em ăn hai cái bánh quýt tát ngon hơn. Toàn ơi, tao có hai cái bánh quýt tát. Nè, mình, đó, đúng không? Chia sẻ nó. Ồ. À, chia sẻ nó đi, cái bị sống. Ôi, mì, đó. Mì gió hay là mì gió ăn đi. Ồ là mì gió hơn em con lắm á. Ờ này ăn mì sống ngon hơn mì gió nữa. Ủa em làm cái gì vậy? Quay bên đây nè, anh nấu rồi. Còn mình thì sáng nay mình sẽ ăn bánh bon phiên bản trứng muối và uống Aladina. What? Cái này là Aladina hả? Dạ thì Awa nè. Tận đây có con đậm hôm qua nữa mọi ơi. Này thời kỳ cuối anh ơi. Nước này nước gì vậy? Hả? Nước Aladina. Nước này là Aladina, em tưởng anh là nít hả? Anh này nghĩ cái này là nước suối. Nước này á là tiểu đường giai đoạn cuối nó mới ra được vậy nè. Nhìn nó đục ngầu à. Này hơi chua.
À nước này hả? Ủa rồi bị tiểu chanh. Mời người tiếp theo à. Anh đẩy lửa đó chứ. Không, nóng lắm em. Sáng mình sẽ ăn bánh là phu ít. Ồ, bánh này nhưng nó là hút táo. Ồ, lộn mứt đào. Ủa, mà em đang làm cái gì vậy? Em đang ăn bánh nè anh. Sao hộp bánh nó có 4-5 cái gì vậy? Tại dạo quá em. Ôm dạo quá anh. Uống thêm miếng nước nho nữa. Trời ơi, sướng dữ ta. Uống gì cũng heo thì ha. Rồi cuối cùng dành với heo thì kìa. Sao mà ăn cái gì vậy hả? Ờ, sáng mai Hiệp ăn... Sáng mai Hiệp ăn Milo, hẹt. Chưa vô. Chưa hết đâu. Chứ thêm sữa Milo vào. Trời ơi. Ta ăn với sữa tươi, người ta ăn với sữa đen, đang thui. Đó, thịt chưa như thế này, gọi lắm. Cộng lên, cộng lên. Nhìn y như mấy cái miếng mà được con dê nó tạo ra. Ta gọi đó là thanh. Rồi. Mogu. Đâu quay cho camera má coi. Nước nhỏ. Không cảm cho 6/12 đi. 7 nhìn. Bao nhiêu nó có hạch không quá. Ghê à. Rồi ok, tình hình là mày ấy mình cũng đã chín rồi nha các bạn. Và nước thì chắc nó cũng đã chín rồi. Mình dở ra. Anh đang làm gì vậy? Anh làm gì đâu? Trời ơi, trời ơi. Mình có thêm chuyện mới nữa. Nó không có là nó hỏi gì mình sẽ bơ nữa. Sao anh bơ em vậy? Anh đổ vô gì vậy? Ủa sao nó không cho mình cái gì qua ta? Cái thì à? Cái hìa. Dạ đúng rồi, bữa em ăn cũng vậy. Cái nĩa chứ là cái hìa. Nè anh. Ô, em đang làm gì vậy? Em cho anh mượn cái thìa đó. Cảm ơn em nha. Anh nãy bơ em, anh xin lỗi em rồi. Anh làm hành động quá là nông nổi. Bị bán. Từ, anh từ. Làm đàn ông cũng khó lắm mấy bạn ơi. Mình phải cố gắng tỏ ga lăng, trong khi mình lại không thích ga lăng. À, anh tin tưởng anh đổ vô tay anh hoài à. Đồ hơi. Em cũng mềm. Cũng hai con người mà lại là hai số phận, hai món ăn khác nhau. Sao kỳ vậy? Dạ. Yeah. Nó bị không, con này mình ăn mì ý. Nè, còn bên đây thì không có miếng nào mà. Em so sánh mà không em sẽ cảm thấy tuổi hàng đó em, đừng so sánh kìa em. Ủa Đại có trái cây không Đại? Đây nè anh. Đây có táo hả? Có. Vậy là đứa nào có trái cây mình lấy ra mình ăn nè. Lấy đây mấy đứa sọt sẵn đi. Tại vì anh ba sao nhưng anh thiệt thật anh cũng cố gắng tỏ ra quý tộc em. Gọi là giấu đi những cái niềm đau khổ để tìm niềm vui trong sự đau khổ. Ba sao cũng phải vui vẻ lạc quan lên. Đưa lên có trái cây mình ăn chung nè. Vô. Ủa sao tự nhiên hàng đó không có? Ủa? Em mang rồi. Trời ơi. Anh em đá lành đùm đá đó. Cái cùi ngon lắm. Sao nó có chấm muối nữa anh? Chấm muối ăn cái phía bên đây thôi. Trời ơi. Bên kia là nó hiu rồi. 7/12 không cảm em. Rồi mấy bé này sao? Không có nè. Trời ơi, con rồi. Thôi. Thôi, anh. Ơi, cái anh được rồi, em thích lắm. Anh không có gì. Anh giàu mà. Rồi. Trời ơi. Giàu tình vô cảm rồi, à. Vô. Buồn quá. 1, 2, 3, vô. Xin mời ăn này sốt ruột không? Ngon quá. Sao phở của em chọn cho anh coi, nó có cái miếng gì nè. Thịt đó anh. Đây này nè, em đang gấp miếng lên coi. Ủa miếng đó miếng gì vậy? Miếng thịt đó anh. Nè. Ghê à. Bẹ.
Ok, nói chung là tụi mình kết thúc video tại đây các bạn. Lý hôm nay là cắm trại hay chiều cao. 2-3 năm trước nó từng làm một cái phiên bản rồi nhưng mà rất là ít thành viên. Hôm nay là làm lại cho mấy bé mà chưa làm, ví dụ như mấy Uy người Thảo làm gì vợ đồ các kiểu chưa các bạn. Rồi Đại nữa. Kết quả là mấy bạn là cái máy đo chiều cao đó thì nó sẽ hên xui các bạn, do là nó có một cái laser nó gọi vô cái đỉnh đầu của mình. Lúc thời điểm mình chơi cái đó thì tóc mình nó cao thì mình được 1m65. Còn giờ thì còn có 1m63 làm cái vụ mà nó ngắn lên được. Nhưng mà chơi vậy mới vui các bạn, không có đóng trước được cái số cộng lại nó mới vui nha. Ok, cho các bạn đã thấy cái sau đây cắm trại theo mấy cái bla các kiểu, các bạn nhắn like mạnh tay, đặc biệt là nhắn đăng ký kênh ở nhà nó không báo thì tụi mình khởi ra remaster những phiên bản mà hồi đó làm nó chưa có chuyên nghiệp cho lắm và bây giờ tập trung làm lại nha các bạn. Tạm biệt các bạn nha. Các bạn đang làm gì vậy? Tạm biệt. Còn sao làm gì vậy?